Ok, xin chào anh em nhá. Đây. Hôm nay thì mình xin làm một cái video, đó là quay lại cái cảnh, một cái công trình đầu tiên của em Phú tự làm nhá. Bây giờ mình sẽ ra quay để cho anh em xem là cái công trình này có nghiệm thu được không nhá. Đây. Cái mặt bằng này thì nó chỉ có khoảng độ 3 xe xỉ, dài ra đây khoảng hơn mét thôi. Đó, bây giờ làm hiện tại bây giờ nó bị lõng rồi. Thì đây là mặt bằng cái này chết rồi Phú ơi. Có đâu ấy, chỉ có đâu ấy. Đây anh Sơn. Tiền lũ ở chỗ nào? Làm gì đấy? Nhảm nọ á? Luôn chứ? Luôn chứ? Về đây, luôn. Ok, bây giờ mình sẽ lên mình... Hả? Chưa mà biết là có chiều này có làm không hay là mai ra đâu? Ngay đây thôi. Thế cứ ra đấy chờ. Chờ may rồi. Hả? Không có chỗ để máy à? Không có đường. Nếu là cái vườn ươm của nhóm Đức ấy. Ngay chỗ đường xe để cây xanh này. Cứ lên xe đi. Vừa đạo. Em làm được cả cái này. Cái này thì phải cắm cái dầu ở đấy. Thế anh mới bảo. Thế thì anh mới bảo chú là phải sử dụng bằng chân. Đây mình sẽ sửa lại cái mặt bằng này cho em Phú nhé. Ở trong này hiện tại bây giờ nó đang thấp hơn, mình sẽ sửa lại để cho nó cân bằng. Trong này là bị lõm đây nè, làm mặt bằng phải nhìn vào. Đấy, đi sửa. Và là san phẳng nó ra. Đấy, để sau này sẽ có xe xỉ nhưng nó đổ cái đèn nó đổ tiếp anh em nhé. Bé kia đào nhiều không? Ok, bây giờ mình sẽ cho máy lên xe nha nhá. Anh Sơn, anh sẽ di chuyển máy ra đây anh em nhé. Anh định ra đây xem là có chỗ để cái phương này đấy không? Lên cái đầu bên này lên đằng trước thì mình sẽ... Quá rồi, tiến lên tí đi. Đấy, cái máy của mình hiện tại đứng nó đang bị lệch. Đứng nó vuông vậy đấy. Nên đầu bé này là trước thì anh em chỗ này nó đang hiện tại bây giờ nó đang dốc thấp hơn có mấy cái nền sân kia. Đó. Nên là bây giờ mình sẽ gá cái bên vào như này nhá, xong quay lại, xong bắt đầu mới tiến lên thêm. Quay lại thì nó sẽ bổng cái đầu đằng kia lên. Đó, nhấc lên, chống cái bên lên này. Đấy, xong rồi tiến vào thì nó sẽ nó dốc. Đấy, xong rồi nhấc cái bên lên. Đó. Ok, như này xong rồi tiến vào tiếp anh em nhá. Tiến vào kịch kim ạ, à. Sao đâu. Đến kịch kim mà là được, ok, xong rồi nhấc lên thôi. Đó, vua lên. Ok, anh em nhá. Đó, để đây. Đặt cái này đi. Bây giờ mình sẽ xuống để mình đi theo máy luôn bởi vì cái công trình nó ngay gần đây thôi. Đi. Đi. Đấy, giờ lên chở đi thì mình sẽ đi đằng sau nhá. Hôm nay thì mình sẽ cầm ở tay anh em nhé. Cầm camera ở tay. Mình sẽ đội mũ bảo hiểm.
Để em đó. Đây đi theo xe này. Đây là anh em Phú thôi nhá. Đây đi theo xe. Cái chỗ này là cái dây điện rất là thấp vì anh em nhỉ. Đấy, gần như sát vào cái nóc mái luôn. Đi ra bên này chắc là khoảng độ 200m, 300m nữa là đến. Đó, bây giờ phải đi xem là cái vườn kia nó có ở gần, nó có chỗ để máy không. Nếu mà có chỗ để máy thì xuống luôn, còn không thì sẽ phải để đấy, phải để chuyển máy này đi chỗ khác. Xong là chiều chắc là mình sẽ làm máy xanh anh em nhé. Đây thì rẽ bên tay trái. Mình sẽ đi theo luôn. Đội cái mũ bảo hiểm chụp đi lại nó sẽ không bị bụi vào mặt. Đấy, nó sẽ an toàn hơn. Con ruồi, con muỗi nó sẽ không bay vào đầu mình. Đây, mình sẽ để ở đây. Chắc là đến khu này rồi. Phía kia hôm nay nó có dây điện đấy. Dây điện nên là bác Ái Sơn này như đi tránh. Ở đây, nếu mà cái vườn ở đây thì có chỗ để cho anh em. Chỗ này thoải mái chỗ để luôn. Để luôn ở cửa này. Không phải hưởng gì. Chó nhỉ? Đỡ anh chứ còn em thì vẫn thế. Để đây không? Đây, để đây này. Không phải để chỗ này này. Sau này ví dụ họ còn đi vào đây. Cái này đánh cái gì? Đào xung quanh á? Hả? Xúc bỏ đi thì. Cây họ bỏ đi à? Cây nó khác chuyển đi thì. Thế thì chiều nay nó mới chuyển. Mai mình mới làm được. Ok, bây giờ mình sẽ chuyển nó xuống anh em nhá. Máy móc nó còn già dầu đúng không? Cái hôm trước mình bỏ được cái ấy kia đi là cái dầu nó đỡ, không chảy nữa rồi. Bỏ được cái dây tiêu mà mình tháo ở con máy này. Thế thì để máy đằng kia thôi, để mai xe ô tô nó vào đây nó lấy những cái cây nốt cái cây này đi. Anh Sơn à? Anh Sơn. À mà thôi, xuống đây luôn. Hạ xuống thì anh em ra cái cầu một chút thì nó sẽ ấy hơn. Đấy, chống cái ben nó một chút thì nó sẽ an toàn. Nhưng mà bên trên nó không có dây điện thì không sao, có dây điện thì phải co cái cần này. Xong rồi lại nhấc cái ben lên anh em nhé. Vừa tiến ra vừa hạ nó xuống. Đây.
đấy cũng có sao đây. Để đây mai xe nó vào đây nó lấy những cái cây nốt cây. Thế nhớ nó mắc có cái ô này. Để vào đây là nó không mắc ra đâu cả. Ui kiếm cái miếng gỗ bên gạch á. À vào thôi. Để luôn đây này. Đó, để luôn ở đây thì nó không mắc, do có xe cộ đi vào đây nó lấy nốt đấy. Nó còn miếng gỗ với cái gì không? Hả? À, tìm xem có không? Gỗ ở gạch cũng được. Bây giờ mình đặt lên cái viên gạch đó. Hai răng mà. Ở đâu rồi? Lâu rồi chưa thay thì lúc nào thay thì thay luôn, nó không phải kiểm tra. Mà mình làm là mình không làm ở bụi nhiều, nó cũng không ấy đâu, nhưng mà lâu rồi. Thấy chưa, từ đó tiên xưởng rồi. Đó, bây giờ anh Sơn anh sẽ vẽ. Có cái túi của mình, đi quên. Túi của mình nha. Quên chưa tắt điện này. Ơ sập cái này vào đây Phú ơi. Chết thật. Thôi bây giờ mình xin kết thúc video đây thôi. Hẹn gặp lại anh em ở video sau nhé. Chúc mọi người có ngày làm việc hiệu quả. Bây giờ mình sẽ đi về để chuyển cái máy kia đi làm tiếp. Ok, chào anh em. Ơ nhỉ, cái mũ anh đâu rồi nhỉ?